cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 10 bao gồm những nội dung chính sau. Cuộc thăm dò của Thượng viện đập tan hy vọng của đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa giành lợi thế nhờ sức mạnh từ Tổng thống Trump. Tỷ phú Elon Musk thề độc với Donald Trump quyết đấu tới cùng với đám Bittes và đầm lầy Washington. Biden bộc lộ bản tính tham quan khi nhiệm kỳ sắp hết, Chuyển hàng tỷ đô la ra khỏi Hoa Kỳ, Hồng hưởng lợi sau khi trời tòa Bạch Ốc. Và sau đây là phần tiên chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, dữ liệu thăm dò mới nhất ngày 17 tháng 10 cho thấy, đảng Cộng Hòa đang trên đài giành chiến thắng lớn trong cuộc đua Thượng viện năm 2024. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh của Tổng thống Donald Trump đã đóng vai trò chủ đạo trong việc thay đổi cục diện. Nhờ vào sự nỗ lực đi vận động tranh cử không ngừng của Tổng thống Trump, các ứng cử viên Cộng hòa đang vượt trội tại các bang chiến trường, trong khi đảng Dân Chủ phải đối mặt với viễn cảnh mất quyền kiểm soát Thượng viện. Cụ thể, theo cuộc thăm dò nội bộ từ Ủy ban Thượng viện Cộng hòa Quốc gia NRSC, các bang như Montana, Ohio và Wisconsin từng là thành trì vững chắc của đảng Dân Chủ, nay lại đang nghiêng về phía đảng Cộng hòa. Chính nhờ tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Tổng thống Trump trong các cuộc đua này đã thúc đẩy làn sóng ủng hộ từ cử tri Cộng hòa tại tiểu bang Montana, ứng cử viên Tim Sehi đang dẫn trước thượng nghị sĩ dân chủ John Tester 8% nhờ vào sự chứng thực của Tổng thống Trump trong cuộc vận động tại tiểu bang này cách đây không lâu. Ở tiểu bang Ohio, ứng viên đảng Cộng hòa Penny Moreno cũng đang vượt qua Sarah Brown với khoảng cách 2 điểm, cùng với việc Tổng thống Trump dẫn trước Kamala Harris 11% điểm trong cuộc thăm dò Tổng thống tại bang này, càng làm tăng sức mạnh cho ứng viên Moreno. Wickerson chứng kiến cuộc đua sức sao giữa Eric Hobbs và Tammy Baldwin, nhưng nhờ sự ủng hộ của Tổng thống Trump, Hobbs đã lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Các cuộc đua tại Pennsylvania, Nevada và Arizona cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Tổng thống Trump khi các ứng cử viên đảng Cộng hòa như Davis McComish, Sam Brown và Carrie Lace đều hưởng lợi từ sự ủng hộ của cựu Tổng thống. Tại Arizona, Tổng thống Trump hiện đang dẫn trước Harris trong cuộc đua tổng thống, giúp Lay tăng thêm cơ hội trong cuộc đua và thượng viện. Sự hiện diện mạnh mẽ của tổng thống Trump không chỉ thúc đẩy các ứng cử viên mà còn khơi dậy làn sóng nhiệt huyết của cử tri Cộng hòa trên toàn quốc. Từ Montana đến Michigan, sự nhiệt tình của cử tri đối với các ứng cử viên COP đang gia tăng mạnh mẽ, trong khi đảng Dân Chủ phải vật lộn để duy trì sự ủng hộ. Với ngày bầu cử đang đến gần, có thể nói chính nhờ vào sức mạnh và sự ảnh hưởng của Tổng thống Trump, đảng Cộng Hòa đang trên đường giành lại Thượng viện, đập tan hy vọng mong manh của đảng Dân Chủ về việc duy trì quyền kiểm soát. Tỷ phú Elon thì độc với Donald Trump quyết đấu tới cùng với đám Big Tech và đầm lầy Washington. Quý các thính giả thân mến, không còn là những lời nói xấu rỗng, tỷ phú Elon đã quyên góp khoảng 75 triệu đô la cho siêu ủy ban hành động chính trị America PSC ủng hộ ông Donald Trump trong vòng 3 tháng qua biến ông thành nhà tài trợ lớn của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới sau lời thề độc với Tổng thống Trump là sẽ cùng ngài Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thực hiện công cuộc xóa sổ nhà nước ngầm, buộc chính phủ Mỹ phải làm việc minh bạch và công khai với dân chúng, xóa bỏ nạn tham nhũng, thao túng thị trường, thao túng tiền tệ, giúp dân Mỹ có cơ hội được cạnh tranh công bằng. Thề sẽ giữ vững quyền tự do ngôn luận của người dân, thề sẽ giữ truyền thống đa đảng và cạnh tranh nhau trong ngày bầu cử. Thề sẽ khôi phục lại quyền bầu cử đã có truyền thống hàng trăm năm của Hoa Kỳ. Như vậy, theo báo cáo của tổ chức này gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, America PSC đã chi 72 triệu đô la từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, nhiều hơn bất cứ siêu Ủy ban hành động chính trị nào khác của đảng Cộng hòa. Ông Musk là người tài trợ duy nhất cho Ủy ban này trong thời điểm đó. Ông đồng thời tiết lộ, bằng bất cứ giá nào, thậm chí tôi có thể dùng toàn bộ tài sản của mình giúp Tổng thống Trump tái đắc cử, biến việc Kamala Harris huy động được 1 tỷ đô la mà đám truyền thông dân chủ rệu rạo, vũ ngực sưng oai chỉ là hạt muối bỏ bể mà thôi. Là một tỷ phú giàu nhất hành tinh, Elon Musk có khối tài sản lên tới 246,8 tỷ đô la. Tổng thống Trump sẽ chẳng cần phải lo nghĩ về việc thiếu tiền. Chiến dịch tranh cử của ông Trump phần lớn dựa vào các nhóm bên ngoài để vận động cử tri, nghĩa là siêu ủy ban chính trị do ông mới tài trợ, đóng vai trò to lớn trong cuộc bầu cử xích sao giữa cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Mặc dù Tổng thống Trump đang tạm dẫn trước, nhưng không vì thế mà các đồng minh có thể chủ quan được. Ông Musk là người từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong quá khứ, đã chuyển sang ủng hộ đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay với lời cảnh báo rằng đây là cuộc bầu cử cuối cùng, nếu Donald Trump thất cử thì Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia độc tài, đảng trị. Chưa hết, ông Musk đã quá giỏi, hóa ra ông lại còn là người yêu nước sắc son nữa. Hãy sẵn sàng các PNP trên toàn thế giới sẽ hân hoan vào cuối năm 2024 khi sản phẩm điện thoại Tesla tiên tiến nhất của thế kỷ này thuộc về Musk mang thương hiệu P, sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm 2024 này, đập tan mọi phương tiện kiểm duyệt của các đám Big Tech, các tập đoàn công nghệ lớn. Điện thoại P có các đặc điểm vượt trội mà các smartphone khác không có. Một, không cần sạc pin vì sử dụng năng lượng mặt trời, chỉ cần ánh sáng là tự động sạc, không cần phải phơi ngoài nắng. Hai, không cần SIM card để dùng Internet vì bi kết nối trực tiếp với Starlink của Musk, có mạng lưới phủ sóng toàn cầu nên rất dễ dàng khi đi du lịch hoặc thám hiểm những nơi xa xôi mà không sợ mất liên lạc và kết nối với bạn bè và người thân dù bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Chưa hết, đây mới ngầu nè. Elements vừa ra thông báo ông sẽ có chuyến lưu diễn vận động tranh cử cho liên bang trump với tất cả các cử tri trên khắp tiểu bang Pennsylvania từ tối ngày thứ Tư 16 tháng 10, năm 2024 cho đến tận ngày thứ Hai 20 tháng 10, năm 2024. Một lịch trình không ngừng nghỉ thể hiện sự quyết tâm tới cùng để chinh phục tiểu bang có 20 phiếu đại cử tri này. Trong các buổi vận động tranh cử này, Elements mời dân chúng tham dự tự do không hề mua vé vào cửa để nghe các buổi nói chuyện nhưng bù lại những người tham dự sẽ cùng ký tên vào bản kiến nghị của BIC để chấp nhận chuyện người Mỹ có quyền được tự do ngôn luận và có quyền mang giữ vũ khí hợp pháp theo hiến pháp Mỹ đã từng quy định. Bên cạnh đó, các cử tri này đã hoàn tất việc ghi danh bỏ phiếu ở cuộc bầu cử 11 tháng 5 năm 2024 tại tiểu bang Pennsylvania. Elmer tuyên bố, nếu liên danh Trump-Venn không thắng cử kỳ này, thì nền tự do dân chủ của nước Mỹ sẽ bị tiêu diệt Bên cạnh đó, Elon Musk còn tặng thêm cho Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump số tiền 75 triệu để có thêm chi phí vận động. Xin các cử tri thuộc tiểu bang Pennsylvania vui lòng tham gia các buổi vận động này cho đông đủ để ủng hộ cho liên danh trump Van để cho phong trào Mass America Great Again trở thành hiện thực. Biden bộc lộ bản tính tham quan khi nhiệm kỳ sắp hết, chuyển hàng tỷ đô la ra khỏi Hoa Kỳ, hồng hưởng lợi sau khi rời tòa Bạch Ốc. Kính thưa quý vị, Việc đủ tiền tài trợ cho các cuộc chiến tranh của đồng minh Hoa Kỳ là việc nên làm. Thế nhưng cách làm của Biden thì dường như không đúng mục tiêu, không hiệu quả và thất thoát nghiêm trọng. Thế nhưng chính quyền Biden-Harris chẳng thèm quan tâm và chẳng có ghi chép báo cáo đầy đủ. Vào những ngày cuối nhiệm kỳ, ông bắt đầu bộc lộ tính tham lam khi liên tục ký phê duyệt và yêu cầu quốc hội đồng ý đủ thêm hàng tỷ đô la vào Ukraine. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 10 đã có cuộc điện đàm bất thường với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Qua đó, ông Biden đã đề cập đến các nỗ lực gia tăng viện trợ an ninh cho Ukraine trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ của mình. Đồng thời, ông Biden công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu đô la cho Ukraine. Số tiền này sau đó lại chảy ngược về các tập đoàn buôn bán vũ khí của Hoa Kỳ. Đáng chú ý, các tập đoàn này lại thuộc sở hữu của đám tài phiệt trong đầm lầy Washington và quan chức Mỹ. Cụ thể, gói viện trợ quân sự mới bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia do Mỹ cung cấp, được gọi là NASAMS, và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, tên lửa REM-7 để phòng không, tên lửa phòng không Stinger, đạn dược không đối đất, Javelin và các loại vũ khí chống tăng vắt vai khác. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị nếu quý vị thấy nội dung hữu ích xin hãy nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị luôn mạnh khỏe bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại